Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay thêm một loại bánh bông lan nữa. Anh Quyên chia sẻ cho một số các chị em theo yêu cầu, đó là bánh bông lan trứng muối chà bông. Và bây giờ sẽ cùng làm bánh này cho gia đình thưởng thức, hoặc là cũng thể làm mang biếu tặng, làm để đẩy khách nữa. Bây giờ mình bắt đầu nha. Nguyên liệu thì anh Quyên sẽ để bên dưới video trong phần mô tả, sẽ để từng phần một. Đầu tiên đó là mình phải làm cái bánh bông lan trước. Mình sẽ cần có một cái khuôn đường kính 20cm, chiều cao khoảng 10cm. Mình lót cái giấy nướng bánh á, và như vậy để chút lấy bánh ra cho dễ. Bước thứ hai là mình cần có hai cái thau sạch, một cái nhỏ một cái lớn, để tách 6 cái trứng, lòng đỏ riêng và lòng trắng riêng. Thau sạch tức là không dính dầu, không dính nước. Mình tách cẩn thận không cho lòng đỏ rớt vào lòng trắng. Nếu như lòng đỏ mà nó rớt vào lòng trắng á, thì mình vớt ra để không thôi chút đánh nó không có bông á. Trước khi làm bánh thì trứng mình phải để ở nhiệt độ phòng, cũng như là sữa cũng vậy luôn, tất cả các nguyên liệu. Nếu như lò của chị em nào mà nó lâu nóng thì bây giờ mình sẽ đi bật lò lên cho nóng luôn nha. Và tùy theo lò, mình sẽ để 150 cho đến 155 độ C, tức là 302 cho đến 311 độ F. Và để cho cái mặt bánh không nứt á, mình cũng có thể chuẩn bị thêm một miếng giấy nhôm để giúp mình đậy lên trên. Tuy nhiên cái bánh này nó có bị nứt mặt cũng không sao, bởi vì chút nữa mình cho chà bông với lại trứng muối lên đó. Trứng gà ở đây nó màu trắng. Nếu ăn ngọt nhiều thì mình lấy 100g đường, tức là 1/2 cốc. Tuy nhiên mình chỉ lấy 80g thôi. Bột mì đa dụng All Purpose Flour hay là Flame Flour, hoặc là số 11, ở Pháp là số 45. 100g. Thêm 40g tinh bột bắp nữa. Tổng cộng là 140g bột hai loại. Sữa tươi không đường, loại 3,5% chất béo, 80ml hay là 80g. Dầu ăn, dầu nào cũng được, 60g cho chung với sữa. 1/4 muỗng cà phê muối để đánh lòng trắng. 1 muỗng cà phê nước cốt chanh cũng để đánh lòng trắng. Toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị xong, bây giờ mình đi mở lò lên. Lửa trên, lửa dưới, tức là bếp 150 độ C hay là 302 độ F. Đây là lò của mình chuẩn nhiệt đó. Còn lò của anh chị em và các bạn thì sẽ canh dao động từ 150 độ C cho đến 160 độ C. Mình để chậu lòng trắng xa xa, để không thôi nó văng cái gì dơ vô là đánh không có nổi. Từ trong chén đường lúc nãy mình múc ra đây, một muỗng canh cho vô lòng đỏ, khoảng 10g đường. Sau đó mình quậy cho đường hơi tan ra. Sau đó khử trứng bằng vani để cho không bị tan, một muỗng cà phê. Tiếp tục quậy một chiều. Sữa với dầu cho vô luôn. Quậy vài vòng. Khi mình nhìn thấy dầu đều, không bị nổi lên mặt, lúc này mình cho bột, cho một chút xíu xíu, khoảng 1/8 muỗng cà phê muối. Sau đó mình quậy. Nhớ để chén đường xa xa ra, không thôi chút mình đánh cái lòng trắng là không nổi luôn đó. Anh chị em và các bạn lưu ý là khi mình lấy muối với đường thì nên lấy mới, bởi vì nhiều khi mình lấy ở trong cái hũ á, mình nêm gia vị của các món ăn khác, cái nó dính cái gì đó là khi mình đánh lòng trắng trứng nó không có nổi. Khi chị em mình đánh mà không thấy trứng nó nổi, tức là do nó đã bị dơ hoặc là dính cái gì đó rồi. Dơ có thể là nước, hoặc là dầu, hoặc là gia vị rớt vô trong đường hay muối. Rồi khi mình trộn về là vừa nè, không cần trộn lâu.
đánh lòng trắng trứng. Có thể đánh bằng máy bàn cũng được, hoặc là máy cầm tay. Mình sử dụng máy cầm tay của mình có hai tốc độ, đó là minimum và maximum. Và máy của mình là công suất 300W. Nếu công suất thấp quá thì đánh nó lâu lắm. Thời gian đánh phụ thuộc vào công suất máy nữa. Trước tiên mình đánh khoảng 10 giây. Sau đó cho muối, đánh 20 giây. Tức là mình quay khoảng 20 vòng. Nhớ là đánh ở tốc độ minimum nha. Tức là mình sẽ đánh ở số nhỏ này nè. Rồi cho cốt chanh. Đánh cho đến khi nó nổi bọt trắng mà nhỏ. Bông lên như vậy thì mình sẽ cho đường vô khoảng 4 lần. Mỗi lần 1/4. Rồi mình đánh trong vòng 20 giây. Mình thường quay 40 cái như vậy đó. Thì cho đường. Và nhớ là đường này đường nhuyễn. Còn nếu như đường to quá là nó lâu tan lắm. Cái bánh của mình lúc sau mình làm xong trên mặt nó ướt ướt đó. Mình cứ quay 40 vòng là cho đường 1/4 vậy đó, cho đến khi hết. Chị em nào quen rồi thì cứ việc đánh cho đến khi mình thấy cái que nó cứng á, mình đẩy đi mình thấy nó cứng là được. Và từ từ khi mình rê, mình thấy nó gợn sóng lớn luôn. Mặt lòng trắng trứng bóng. Và như vậy là được. Mình đẩy đi thấy nó nặng á. Như vậy nè, chớp. Hơi cong cong mềm mềm như vậy. Và lắc nó không có rớt luôn á. Là được. Úp chậu xuống không đổ. Đập xuống nó cũng không đổ nữa đó. Rồi lúc này mình quậy cái này lên một chút xíu xíu. Sau đó cho 1/4 lòng trắng vô. Lòng trắng bên đây khi mình múc thấy nó cứng cứng. Bởi vì nhiều khi mình đánh nó bong giả đó. Tức là mình tưởng là nó bong rồi nhưng thực ra nó chưa bong. Nhưng mà nếu mình đánh lâu quá là nó chảy luôn. Do vậy lưu ý. Và 1/4 lòng trắng này mình cho vô và lấy cái phới này xoay như vậy nè. Để cho nó mềm ra đó. Khi mình thấy nó đều như vậy là được rồi. Cho thêm 1/4 nữa. Rồi quậy một chiều luôn. Vừa quậy mình xoáy cái que này nè. Để cho nó đều. Rồi sau đó cho vào đây. Khi mình cho vô thấy nó đều như vậy nè. Rồi mình lấy phới. Nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát. Để tránh làm vỡ bọc khí. Phới lòng mình xoay một vòng tròn. Khi mình thấy đều rồi thì lấy cái phới dẹt mình vét từ bên dưới lên. Hất từ dưới lên cho đều. Nhớ là đừng trộn quá, bánh sẽ dễ bị xẹp. Rồi, khi mình thấy đều như vậy là được rồi. Lấy khuôn,
cho vô. Lúc mình đổ thấy nó đều đó. Nó không có bị tách nước một bên và lòng trắng một bên. Nếu như mình thấy nó tách thì lúc xíu sau bánh bị xẹp do cái phần nặng nó chìm xuống dưới. Lúc mình chế qua mình cũng không thấy nó chảy ro ro nữa. Nếu mà nó chảy quá là bánh cũng dễ bị xẹp. Sau đó mình sẽ dàn ra. Đập vài cái nha, để cho nó bể những cái bọt bong bóng bên trong. Mình đập khoảng 10 cái, rồi cho vô lò nướng. Khuôn bánh mình để lên cái vỉ. Và cái vỉ này đặt tầng thứ 2 của lò, tính từ dưới lên. Trong suốt quá trình nướng bánh, anh chị em và các bạn đừng mở cửa lò. Nếu mình mở là thay đổi nhiệt đột ngột, bánh sẽ bị xẹp. 302 độ F, tức là 150 độ C. Mình sẽ nướng trong vòng từ 55 cho đến 60 phút. Đây là trứng muối, hôm trước mình khuyên đã ngâm 30 ngày rồi đó. Anh chị em và các bạn coi lại cái video ngâm trứng muối của Bình Khuyên chia sẻ hôm trước nha. Để có trứng muối tự làm nó ngon hơn là trứng muối mình mua nhiều lắm. Mình hứa với một số các bạn là làm trứng muối xong mình làm bánh bía nè. Anh chị em và các bạn nhớ đón coi nha. Ngâm càng lâu thì nó càng nhỏ, do đó mình ngâm khoảng 25 ngày là sử dụng được rồi. Sau đó mình sẽ rửa dưới vòi nước chảy. Mình rửa kỹ nha, để cho nó không bị tanh. Trứng này đẹp quá chừng, nhớ rửa kỹ cho hết lòng trắng. Ngon chưa? Nó lên dầu luôn đó. Sau đó mình cho rượu. Rửa qua rượu. Cho một chút xíu dầu ăn. Chị em và các bạn cũng có thể lấy dầu mè. Dầu mè ép nóng hoặc là ép lạnh đều được, để chút mình nướng trứng cho thơm. Cái trứng á, nó có cái mặt đẹp với lại cái mặt xấu, tức là cái mặt mà nó có một cái lỗ thì mình cho cái mặt cái lỗ xuống dưới, rồi quét cái dầu mè này lên luôn. Sau đó mình nướng 120 độ C trong vòng 10 cho đến 12 phút, tức là 250 độ F. Mình nướng bằng air fryer. Sốt dầu trứng sẽ có một lòng đỏ trứng, xanh lờ. Tùy thuộc theo cái trứng thì mình sẽ cho dầu, dầu ăn. Hôm nay mình làm dầu nành, đường 10 gram, 1 gram muối, 2/3 muỗng cà phê nước cốt chanh. Mình đo 100ml dầu ăn mình để ra đây. Trước tiên mình sẽ đánh trứng cùng với đường, chanh, muối. Và để cho trứng chín thì mình sẽ nấu một cái tô nước sôi. Anh chị em và các bạn sẽ cho nước sôi ra cái tô này. Cái mình đặt cái tô này lên. Mình sẽ đánh 2 phút cho trứng chín. Đến khi mình nhìn thấy đường tan hết, trứng nó hơi nhạt màu đi một chút xíu, mình sẽ cho dầu ăn. Ban đầu mình cho ít ít thôi, khoảng nửa muỗng cà phê, vài giọt, rồi mình đánh. Mình cần đánh cho nó kết dính đây rồi á, thì mình mới cho tiếp một muỗng nữa. Nhớ là cho từ từ. Nếu mình cho vội quá là nó loãng luôn, nó không có đặt lại được. Khi nhìn thấy nó đặt như vậy nè, thì mình lại cho dầu và cứ tăng từ từ lên. Rồi mình lại cho 2 muỗng. Cứ tăng dần dần lên đó. Đánh thấy nó đặc như vậy. Lần lượt mình sẽ cho 3 muỗng cà phê hoặc là 1 muỗng canh. Đặc rồi.
Mình cứ cho dần dần vô nha. Ban đầu cho ít, ban sau cho nhiều. Nhớ là thấy đặc rồi lúc đó mới cho dầu. Bởi vì nếu mình cho lúc nó loãng á, là chảy luôn, nó không đặc đó. Ban đầu thì nó lâu thôi, còn lúc sau nhanh lắm. Mình cho hết 100ml dầu. Trong trường hợp anh chị em và các bạn đánh mà bị lỗi đó, thì mình cho vào trong tủ lạnh, chút xíu sau mình đánh tiếp. Đánh chút xíu nữa cho trong ra. Rồi đã xong, sốt dầu trứng. Đây là chà bông sợi ngắn, hôm trước mình Khuyên có chia sẻ rồi đó. Anh chị em và các bạn sẽ làm chà bông. Sau khi nướng đủ giờ, anh chị em và các bạn sẽ tắt lò, rồi hé cửa ra. Mình lật cái khuôn để nghiêng lên như vậy đó. Sau đó mình để 2 cái ly, cho khuôn bánh úp xuống, chờ nguội. Rồi mình lấy ra. Nhưng là đừng để lâu quá, nếu mình để lâu là nó sẽ bị nước á, ẩm. Gỡ giấy ra. Sau đó mình sẽ để chờ cho nguội, thì gần nguội luôn, rồi trang trí. Tiếp theo mình sẽ làm sốt. Sốt sẽ có 200ml sữa, 10g tinh bột bắp, 20g đường. Chị em và các bạn nào ăn ngọt nhiều hơn thì cho nhiều hơn nha. 1/8 muỗng cà phê muối, bơ lạc tức là bơ không muối khoảng 70g. Cho tinh bột bắp với đường trộn vô nhau xong rồi bật bếp lên nấu. Ban đầu mình để lửa lớn, quậy sát đáy nồi, từ từ bơ sẽ tan. Nhớ quậy sát đáy nồi để không thôi dễ bị cháy. Mình sẽ nấu từ từ cho đặc lại và hạ lửa dần dần, nhỏ xuống nha. Nếu như có phô mai tươi mình cũng có thể cho vô được luôn. Cho bắt đầu mình thấy hơi đặc lại, lúc này mình cho 1 muỗng cà phê vani, tinh chất vani đó, quậy lên xong rồi tắt bếp luôn. Sau đó mình cho ra tô. Cái mình lấy ni lông foli đậy sát xuống là nó không có bị khô cái mặt, đồng thời là không có bị nước. Hoặc cũng có thể làm cái sốt trứng muối. Mình có 2 lòng đỏ trứng muối nướng chín. Lòng đỏ trứng muối sau khi nướng 120 độ C 10 phút, hoặc anh em và các bạn cũng có thể hấp. Mình lấy 2 cái cho qua rây, nghiền cho thật nhuyễn ra là mình được cái bột. 2 trứng cà tươi, anh chị em và các bạn lấy 2 cái lòng đỏ. Tùy theo ăn ngọt ít hay nhiều thì mình sẽ cho đường. Đây là 2 muỗng cam, mỗi muỗng là khoảng 17 cho đến 18 gram. Tức là 2 tablespoon. 1/4 muỗng cà phê muối hay là 1/4 teaspoon. Sau đó mình quậy tan. Quậy tan và khử bằng 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon vani. Để trứng không bị tanh. Tinh bột bắp cornstarch 1 muỗng canh hơi vuông khoảng 12 gram. Tiếp tục quậy tan. Anh chị em và các bạn muốn ăn cho nó đặc hơn cái sốt á, cũng có thể cho thêm 1 muỗng cà phê, tức là khoảng 15 gram. Không có tinh bột bắp thì mình cho bột mì cũng được. Sữa tươi không đường, một cấp là 250ml hay là 250g. Quậy xong mình lọc vô trong nồi. Hai mươi gram bơ lạc tức là bơ không muối. Đây là phô mai tươi tức là fresh cheese.
Chị em và các bạn cũng có thể mình lấy cái phô mai loại mà ăn sandwich cũng được, cái miếng miếng đó, hoặc là con bò cười. Thì theo thích ăn nhiều thì mình cho nhiều. Mình cho ở đây khoảng 60 gram. Đừng cho phô mai cứng, phô mai cứng là ăn nó đắng á. Tức là phô mai khi mình lấy ra nó mềm như vậy nè. Sau đó ban đầu mình nấu lửa lớn và quậy liên tục sát đáy nồi để cho không bị cháy. Khi bắt đầu sôi, cái này sẽ đặt lại. Anh chị em và các bạn hạ lửa trung bình xuống. Rồi tắt lửa luôn. Nhớ quậy cho chín. Sau đó cho bơ. Lúc này mình tắt lửa nha. Quậy bơ cho tan ra. Rồi nhấc nồi ra khỏi bếp. Mới cho phô mai. Rồi quậy cho phô mai tan. Mình quậy hình chữ thập vậy nè, nó tan nhanh lắm. Rồi cho trứng muối. Quậy lại nữa là xong. Sau đó mình sẽ để cho nó nguội. Và đừng quên mình lấy cái phô ly á, đậy lên trên để cho nó không bị cứng, đồng thời là nó không có bị đọng nước. Để sát lên luôn á. Tốt nhất là mình cho ra tô. Chị em và các bạn thấy ngon chưa nè? Ngon quá. Mình để cái phô ly sát vô. Sát như vậy đó. Để cho nó không có bị cứng cái mặt. Đồng thời là không có bị nước. Rồi chờ nguội. Nguội xong rồi mình mới trang trí bánh. Bánh của mình hơi bị trầy cái mặt. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ chia đôi ra. Bánh phải để cho thiệt nguội rồi á, mình mới làm. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái mặt bánh xốp quá chừng luôn. Cũng có thể mình chờ cái này thiệt nguội, nhưng mà mình để hơi ấm ấm thôi. Mình cho lên. Chị em và các bạn để nguội thì nó sẽ đặc lên hơn một chút nữa. Mình cho vừa phải thôi để chừa một chút nữa bên trên. Sau đó căng bằng ra. Chị em và các bạn có thể coi lại video cách làm chà bông. Tùy thích mình có thể cho nhiều hoặc ít. Chà bông nó có vị mặn, mình thử mình cho vừa phải thôi. Bánh nè, xốp quá chừng luôn. Bánh mình nướng đạt là phẳng mặt như vậy đó. Sau đó cho sốt. Sau đó cho chà bông xung quanh. Xung quanh mình chừa khoảng 1 cm. Phía bên trong mình cho chà bông. Xếp trứng muối xung quanh. Nếu mình có phô mai miếng cho lên trên nữa thì giống như là bên Việt Nam. Sốt dầu trứng. Chị em và các bạn đưa cao cao lên. Xong rồi mình bóp đều xuống thì nó thẳng. Thích nhiều thì mình cho nhiều nha. Sốt dầu trứng trong và bóng. Và mình đã xong bánh bông lan chà bông trứng muối. Thì mình sẽ cắt bánh ra nha. Bánh bông lan trứng muối chà bông. Wow, xốp, mềm, mịn. Để qua cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Ngon hả? Bánh xốp quá chừng luôn á. Thơm ngon.
Như vậy là mình đã vừa xong bánh bông lan trứng muối chà bông xốp mềm mịn. Bánh Quyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình làm bánh thật thành công và ăn thiệt ngon luôn nha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bánh xốp nấm luôn á. Lấy ra để cho em mình nhìn thấy bánh bánh nè. Xốp quá chừng. Đó, ngon chưa? Mình sẽ nếm thử đây.